Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Hôm nay là ngày 30 Tây tháng 12. Ngày hôm nay là sang năm mới nữa rồi. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ đi tới một cái outlet. Thì outlet này lần trước mình đã tới một lần rồi. Cái outlet này rất là to luôn. Và còn rất là nhiều những cái mà mình chưa biết ở cái outlet này. Cho nên là lần này mình sẽ tới cái Lake Town Outlet này thêm một lần nữa để mua sắm đồ Tết ngày hôm nay. Thì bây giờ là đang khoảng tầm 6 giờ rồi. 6 giờ hôm nay mình đi đến đây thực sự là rất là muộn luôn ấy. 8 giờ là ở đây sẽ khoảng tầm 8 giờ sẽ đóng cửa mà 6 giờ mình mới tới. Thì mọi người biết sao mình đi muộn không? Như kiểu mai mình lại có một chặng đường đi từ Tokyo và xuống dưới đây. Thực sự là mình đã đi nhầm tàu và đi sai tàu quá là nhiều luôn. Chưa bao giờ mình đi mà mình đi nhầm tàu nhiều như thế luôn. Mình nhầm tàu từ Shinjuku cho tới tận cái Urawa này. Đúng là đi mình nhầm tàu, mình xuống tận Shibuya xong đi linh tinh rất là nhiều luôn. Không ngờ là có một cái ngày mà mình mà gọi là cái người là như kiểu là đi tàu rất là siêu luôn ấy, mà mình lại có một ngày đi tàu như ngày hôm nay luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ tới rồi, và bây giờ sẽ phải tìm những cái món đồ mà mình tìm cái quán ấy. Mình đã nhớ rất là nhiều thông tin, mình phải đến vào chỗ information này và mình tìm cái quán đấy của mình ở đâu. Ok, thì bây giờ mình đã tới được cái khu outlet rồi. Khu outlet nó lại nằm sang một bên khác so với cái khu vừa rồi là khu KZ. Cái trung tâm thương mại rất là to, nó vừa cả trung tâm thương mại vừa cả cái khu outlet nữa, nên là mình đi mình cứ phải tách tách nhau ra, mình đi chứ mình không thể nào mình đi cùng một chỗ được. Thì cái quán mà mình đến đây ngày hôm nay, trước thì mình đến đây để mình mua ếch đúng không, nhưng mà lần này cái chỗ này ở đây lần này nó là cửa hàng bếp, và mình đã thấy cửa hàng bếp ở đây là rất là gần đây luôn. Thì là mình sẽ vào trong cửa hàng bếp để mua đồ ở trong ở đây. Hôm nay thì không có thử thách một sao một nghìn nữa đâu, một man nữa, mà mình cứ làm mình thấy cái gì hay thì mình mua thôi ngày hôm nay thôi. Vừa rồi thì mình có vào trong cửa hàng của Nike nữa, bếp rồi, xong rồi này. Bếp thì thực sự là vào trong cũng bé, cũng không có gì nhiều so với lại lần trước mình đi Makuhari ấy, rất là nhiều hàng đúng không. Ở chỗ này thì cũng bình thường thôi, vào trong như kiểu là cũng có cái hàng đặc biệt, nhưng mà thực sự là như kiểu là không đặc biệt cho lắm để mình có thể mua ấy. Xong rồi mình vào Nike thì cũng rất là nhiều đồ, nói chung là cũng thích đấy. Thì nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cả, tại mình thấy nó sale nhưng mà cũng không sale nhiều cho lắm. Kinh nghiệm, bước đi kinh nghiệm, nhìn thấy chỗ nào sale xịn là biết nữa, mà sale chỉ là sale bình thường thôi là biết ngay. Thì bây giờ mình sẽ trong này có Puma và kia là Champion nữa, để vào xem hai cái có gì đặc biệt không. Champion thì mình nghĩ là mình lâu rồi mình cũng không có mặc đồ Champion nhiều, thì mình sẽ vào trong Champion. Và lát nữa mình sẽ ra cửa hàng F nữa, cửa hàng F ở đây giờ nó thay đổi, nó không dùng cái cửa hàng F cũ nữa. Cửa hàng F cũ bây giờ nó thành cửa hàng bếp rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cửa hàng F mới nữa xem như thế nào. Và như vậy là mình vừa mới đi từ bên outlet ra rồi. Bây giờ thì đang ở khu Mori, sang bên Mori này.
Bây giờ cảm thấy hơi đói luôn ý. Tại mình vừa mới mua được một cái món đồ ở đây, mà món đồ cũng chẳng phải là của mình nữa, mua đi tặng, cho nên là đói quá. Công nhận đi mua sắm này nó cũng đói phết đấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ... Ôi, ôi, đây là cửa hàng ếch của mình nên đang đi tìm mua đây này. Thấy ếch ở ngoài này chắc là phải đi vào trong ếch này trước, sau đó đi làm cốc trà sữa. Ôi, ếch cửa hàng xịn phết nhỉ, mở ngay ngay ngoài luôn cái cổng này, cổng ở bên Mori to này. Không ngờ cửa hàng ép đấy nó phải to như thế. Cửa hàng ép nó to như thế nó mới đặc biệt. Có mượn là vào trong mới là có nhiều hàng. Đặc biệt mình nhìn thấy lần này là ép cửa hàng ép là khá là hay, là xịn sò luôn đấy. Nhưng mà mình tiếc là hôm nay mình không mang nhiều tiền tới cái mức độ là có thể mua được đồ ở trong đấy. Chứng tỏ là hàng xịn mà. Kiểu mình cũng muốn mua lắm nhưng mà nghĩ lại là dạo này năm nay Covid nhé, các thứ như này phải tiết kiệm tiền đấy. Không là mình cũng đã xuống tay mình mua rồi đấy. Nhưng mà thực sự luôn là trong đấy cửa hàng này nó to, nó không có những cửa hàng outlet nữa, rồi hàng cái hàng từ trước cái hàng giảm giá, hàng sale ấy, và có cả những cái hàng mới nữa. Sắp tới này hôm mùng 1 ấy, thì tại vì mình tính là hôm mùng 1 nó sẽ có một cái đợt cái hàng gì ấy, nói như thế nào nhỉ, cái hàng mà cái phúc Cro ấy, là cái lucky bag của nó mới ấy. Thì cái đấy nó rẻ thì mình sẽ tính là mình sẽ dùng tiền để mua cái túi đấy hơn là ví dụ mua một cái ở đây thôi ấy. Thì nó chỉ là một cái thôi, còn nếu mà mình mua cái túi thì nó sẽ là nhiều cái nó cộng lại với nhau thì nó là hay hơn. Thì đấy mình, đấy là mình tính sẽ là như thế chứ. Và trong ngày hôm nay mình ở đây nó có rất nhiều một cái áo khoác đẹp luôn đấy, suýt nữa là mình định mua rồi đấy. Nhưng mà thôi cũng phải từ từ rồi, không bán giờ mua sắm gì cũng phải kiểu suy nghĩ, không phải nào mà động khác là mua luôn được. Nhưng mà thực sự là nếu mà bạn nào mà thích hàng ép ấy thì vào trong cái cửa hàng ở đây sẽ kiếm được một cái áo thì nó rất là đẹp luôn, hoặc là cái quần gì đó rất là đẹp luôn, tại vì giá thì cũng rất là kiểu ok luôn đấy mọi người ạ. Yeah. Saitama này, chỗ này không kéo tự dưng lại có một cửa hàng côi ấy. Mình hôm trước mình đã tới đây mình quên mình không tới cửa hàng côi này, thì bây giờ mình vào trong cửa hàng côi để thử một cốc uống, thì công nhận là cũng ra gì phết đấy, là một cốc to đình luôn như này này đó. Bây giờ thấy hơi đói đói rồi, khổ hôm nay đi định là mua sắm không thôi nhưng mà cuối cùng lại là toàn đi ăn với đi uống như thế này. Tại vì chỗ này mình thấy nhiều cửa hàng ghê, nhưng mà chính vì nhiều hàng quá đi nhiều tụt huyết áp, đói quá phải làm một cốc cho lấy lại năng lượng. Thì bây giờ sẽ tiếp tục đi tiếp để xem nó có cái gì hay hay không. Bây giờ đã khoảng tầm 8 giờ hơn rồi, bà bạn gái của mình, bà CDC, bà bảo anh ơi vào ngay lại trong Levi's kia để mua quần cho em. Mà 8 giờ thì bên outlet kia đóng cửa rồi, bây giờ mình chỉ còn cách là đi ở bên bình thường này thôi, mua đồ thế này thôi, có gì hay ho hay không, chán ghê. Thank you.
vừa mới thanh toán ở đây rồi đây. Suất của mình là tận 990 yên đấy mọi người ạ. Không biết có ra gì đâu. Đưa 1.000 yên trả lại cho mình mỗi 10 yên. Đây là cái đội lát nữa xem lấy hàng như này. Quán này cũng có vẻ hơi vắng nhưng mà tại vì mình là người Đông Nam Á nên mình hy vọng là quán ở Singapore này sẽ ngon. Thì mình chọn cái suất mà cũng không phải là suất của Singapore, mình chọn một suất của Thái Lan. Là cái món như là cao pao, cao măng gai gì đấy mình chẳng biết nữa đấy. Mình rất thích ăn cái món đấy thì ok mình sẽ thử ở đây và xem là cái quán ở Singapore này người ta nấu sẽ như thế nào. Yeah. Ok thì bây giờ mình đã có ở đây rồi này. Đó, nhìn trông cũng có vẻ ngon phết đấy. Nhìn trông mà ngon nhưng mà quan trọng là phải thử ăn như nào thì mới quyết định được đúng không? Phải thử ăn một miếng trước xem như thế nào này. Không tệ chút nào. Cũng được. Giống kiểu vị châu Á, Đông Nam Á đúng không? Ok, như vậy là mình vừa mới ăn xong ở cái quán Singapore này ở đây. Thì cái quán này nha, như mình nhận xét thì là cũng không phải đến mức là tệ. Nếu mà ngon thì tại vì mình đi ăn nhiều cái quán mà nó ngon rồi, thì ra cái quán này nó cũng chưa thể nào đạt được đến cái mức mà mình thấy cảm thấy là kiểu ngon cả. Nhưng mà nói chung là cũng tạm tạm. Để mà ăn thì cũng được, cũng tại vì mình ăn một cái quán mà nó rất là dở rồi ấy. Khi mà mình ăn một cái quán dở rồi thì mình ăn cái quán này thì nói chung là cái quán này nó vẫn còn tốt chán. Nhưng mà so với giá tiền thì là 990 yên. Thì mà ăn một cái bữa như vậy thì là hơi đắt. Ví dụ như cho cái bữa này khoảng tầm 750 yên hay là 600 yên ấy thì ok, nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì có khi là nhiều mấy cái quán của Nhật Bản ấy đồ ngon hơn như thế này nhiều mà nó vẫn như kiểu đạt chất lượng cao ấy đấy, là mình nghĩ như thế đó. Nhưng mà thực sự vào trong cái quán này thì nói chung là đi trải nghiệm, đi đến đây mình ăn thử xem cái quán này ở đây như thế nào. Mà cái giá này thì cũng có thể nói là cái giá cho những cái quán đồ ăn Thái, không chỉ đồ ăn Thái mà đồ ăn châu Á, đồ ăn Đông Nam Á, nó toàn là mức giá kiểu 800-900, có khi có những cái quán mà nó không ngon mà cũng tận 1.100 này. Đó, thì nói chung là cũng được. Đó, nếu mọi người thích thì mỗi ở cái cả cái chỗ không to này chỉ có đúng một cái quán đấy là về đồ ăn Đông Nam Á mà nó là đồ ăn về Singapore ấy. Đó, thì ok mình thấy cũng được. Thì bây giờ là khoảng tầm 9 giờ kém rồi. Có khi bây giờ là mình sẽ lượn qua đây một vòng để xem có cái gì hay nốt không. Sau đó là sẽ chắc là nó tắt đèn này rồi này, đáng chưa, mấy quán nó đóng rồi, để thôi thì khéo là chuẩn bị đi về đi. Đó, sau đây của mình đây chính là quán ép này. Quán ép bây giờ người ta cũng đã đóng cửa rồi. Thực sự quán ép này rất là to luôn đấy. Đây là một trong những cái quán ép mà mình thấy là to nhất mà mình đã từng đến luôn. Tại vì ép thường bao giờ nó rất là nhỏ, cửa hàng bếp thì nó sẽ rất là xịn hơn, nhưng mà ở đây thì ngược lại, cửa hàng bếp ở đây thì xì đa, còn cửa hàng ép ở đây thì lại rất là xịn. Ok, còn nói chung hôm nay thì đến đây thì ngày hôm nay cũng có thể coi được là một ngày thất bại của mình được đấy mọi người ạ. Tại vì cái ngày nào mà mình thành công ấy, thì chắc chắn là mình sẽ vác rất là nhiều đồ về. Hai bố con mình bao giờ cũng thế. Sau mỗi chuyến đi về, lúc mà về nhà bao giờ cũng sẽ có một câu ở chuyến đi này là thành công hay là thất bại. Thành công thì tức là sẽ mua được rất là nhiều đồ, còn thất bại thì tức là sẽ không có nhiều đồ gì cho lắm. Thì ngày hôm nay là một cái ngày đại loại là thất bại luôn, như theo cái cách mà bố mình ấy nghĩ. Còn là cái vlog này thành công hay thất bại hay không thì là ví dụ như cái vlog này mà được 1.000
view ấy, trong một tuần thì nó là một sự thành công. Dạo này gần đây mình cảm thấy là những cái clip của mình mà về outlet nó sẽ có rất là nhiều người quan tâm ấy. Thì ok, đây là sẽ là một cái clip nữa về outlet. Thì cái này không phải là outlet mới, một cái outlet cũ thôi. Hy vọng lần sau mình sẽ có thể đi những nhiều cái outlet mà nó to hơn, nó xịn xò hơn, giống như kiểu là outlet ở trên Phú Sĩ này, Vô Tempa này. Đó, outlet mình thấy rất là to và cũng rất là xịn nữa. Thì ok, và lần này clip ngày hôm nay thì chắc là đến đây là kết thúc thôi. Tại vì bây giờ nó cũng đóng cửa hết, mọi người đóng cửa ấy, mình cũng chẳng mua gì nhiều. Thì nếu các bạn thấy thích clip này, đừng quên để lại cho mình nút like, kênh nhận nút like, nút subscribe. Bạn nhớ bấm luôn nút subscribe, kênh nhận nút subscribe, một cái chuông, các bạn nhớ bấm một cái chuông đấy. Để nhận toàn bộ nó sẽ trần từ YouTube khi mình ra clip mới hơn nữa. Mình là Đức Mai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.